Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình tin nóng 24 giờ ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Trương Mỹ Lan xin cơ chế đặc biệt và chuyện đặc biệt tại tòa. Trương Mỹ Lan xin tòa cho cơ chế đặc biệt để xử lý tài sản, cam kết trả nợ cho ngân hàng nhà nước và tiền cho trái chủ. Bị cáo Trương Mỹ Lan bày tỏ mong muốn được khắc phục hậu quả bằng cách trả nợ cho ngân hàng nhà nước. Hoàn trả tiền cho người dân mua trái phiếu và đóng góp phần tài sản còn lại cho các dự án cộng đồng. Bị cáo Lan chia sẻ những dự định còn dang dở như xây dựng bệnh viện quốc tế, trường học, nhà ở xã hội và phát triển hạ tầng cơ bản. Bất cứ ai biết thành khẩn nhận tội, muốn khắc phục hậu quả mà mình gây ra đều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, pháp luật xử phạt theo quy định, giảm án không thể cảm tính, không dựa vào những hứa hẹn mà căn cứ các tình tiết luật quy định. Không bị cáo nào có cơ chế đặc biệt, trước pháp luật đều bình đẳng. Chỉ duy nhất một cây thước để đo là pháp. Nói lời sau cùng trong phiên tòa vụ xuyên Việt Oi ngày 26 tháng 11, bị cáo Lê Đức Thọ cũng mong cơ quan chức năng xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt nhất của Đảng, nhà nước và pháp luật để có cơ hội sớm trở về làm lại cuộc đời và tiếp tục cống hiến cho xã hội. Bộ luật hình sự có các quy định thể hiện chính sách khoan hồng với mục đích cho đối tượng phạm tội có cơ hội làm lại cuộc đời. Khoan hồng trước kết án gồm các hình thức: miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, cho hưởng án treo, loại trừ trách nhiệm hình sự giảm nhẹ hình phạt. Chính sách khoan hồng đặc biệt nhất theo mong muốn của bị cáo Lê Đức Thọ, không biết rơi vào trường hợp nào trong các trường hợp nêu trên. Chẳng lẽ là miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hay cho hưởng án treo? Một trường hợp đặc biệt khác, cũng nói lời sau cùng, bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, cựu giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên xuyên Việt Oi, xin nhận thêm tội danh và hình phạt 6 đến 7 năm tù mà viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị cho Nguyễn Thị Như Phương, cựu phó giám đốc xuyên Việt Oi, vì phương chỉ làm theo chỉ đạo của mình đây là một ca đặc biệt xin chịu án của người khác vì tự nhận trách nhiệm thuộc về mình xét mặt nào đó mai thị hồng hạnh có bản lĩnh dám làm dám chịu nhưng pháp luật không phải chuyện ngoài xã hội nếu nguyễn thị như phương không có hành vi vi phạm pháp luật tòa sẽ xử trắng án còn khi đã phạm tội người phạm tội phải chịu hình phạt không có chuyện nhận thay như vậy là xử phạt không đúng người nếu phạm tội mà nhận thay được thì còn gì là pháp luật câu nói đúng người đúng tội Đúng pháp luật phải hiểu thấu đáo mới thấy sự văn minh của pháp luật. Bị các lỗ hổng, chống thất thu thuế quảng cáo trực tuyến. Trong năm 2023, Việt Nam thất thu hơn 1.000 tỷ đồng tiền thuế từ quảng cáo trực tuyến. Thưa quý vị, đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn Trà Vinh cung cấp một con số gây sốc. Chỉ riêng năm 2023, Việt Nam thất thu hơn 1.000 tỷ đồng tiền thuế từ quảng cáo trực tuyến. Nguyên nhân do thị phần quảng cáo tại Việt Nam hiện nay chủ yếu nằm trong tay các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Google, TikTok. Các nền tảng này chiếm 75% doanh thu quảng cáo, số liệu năm 2023, nhưng lại không đăng ký đầy đủ hoạt động tại Việt Nam hoặc chỉ đăng ký một phần dẫn đến việc không thể quản lý thuế một cách hiệu quả. Chống thất thu thuế từ quảng cáo trực tuyến với con số 1.000 tỷ đồng trước mắt để giảm áp lực cho nguồn thu ngân sách nhà nước là chuyện phải khẩn trương làm ngay với nhiều giải pháp đồng bộ trong đó có việc dự thảo luật quảng cáo phải bổ sung điều khoản chuyên biệt về quảng cáo trực tuyến như đề xuất của đại biểu Thạch Phước Bình nhằm bổ sung cho khoảng trống của luật quảng cáo năm 2012. Điều khoản chuyên biệt này gồm các quy định quản lý các hình thức quảng cáo mới bao gồm quảng cáo trên mạng xã hội, quảng cáo ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đưa ra hướng dẫn rõ ràng về trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên tham gia quảng cáo, nhà quảng cáo, các nền tảng trực tuyến. Song song với chống thất thu thuế, một vấn đề nữa liên quan đến quảng cáo trực tuyến cũng cần được bổ sung quy định trong luật để điều chỉnh là tình trạng vi phạm của quảng cáo ở nhiều góc độ. Trong đó phổ biến, nhiều lần được cơ quan chức năng chỉ ra là quảng cáo cho dịch vụ, sản phẩm bất hợp pháp, tín dụng đen, tiền ảo, game cờ bạc, cá độ, quảng cáo sai sự thật. Quảng cáo của một số nhãn hàng, doanh nghiệp Việt Nam bị gắn vào nội dung xấu độc, phản động, vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt là trên YouTube, Facebook. Một mặt Cơ quan chức năng đấu tranh với các nền tảng xuyên biên giới để yêu cầu chặn gỡ các quảng cáo vi phạm, đồng thời yêu cầu tuân thủ luật pháp Việt Nam về quảng cáo như lâu nay. Một mặt, dự thảo luật quảng cáo cũng phải kịp thời bổ sung những quy định đồng bộ để bịt những lỗ hổng của quảng cáo trực tuyến đang không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích của các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động quảng cáo mà còn đe dọa đến an ninh, an toàn trên không gian mạng. Với khoảng 78,44 triệu người sử dụng internet và 72,70 triệu người sử dụng mạng xã hội, tương đương với 73,3% tổng dân số và đang ngày càng tăng. Việt Nam đang là thị trường tiềm năng đối với các doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo trên nền tảng số. Nhưng nếu không kịp thời có biện pháp quản lý hiệu quả cũng như khắc phục những hạn chế, bất cập của luật quảng cáo, chúng ta cũng rất dễ bị lợi dụng trở thành thị trường màu mỡ cho việc trốn thuế và sai phạm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến. Đầu tư có lãi có lỗ không thể cứ lỗ cán bộ lại bị quy làm thất thoát vốn nhà nước. Đầu tư phải có lỗ, có lãi nên nếu cán bộ tiêu cực, tham nhũng phải xử lý nhưng thua lỗ do yếu tố khách quan cần phải cân nhắc khi kết luận thất thoát vốn nhà nước. Mới đây quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bao nhiêu người đi tù vì bị cho làm thất thoát vốn nhà nước. Một trong những nội dung đại biểu quan tâm là quản lý phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp vừa có vốn nhà nước Vừa có vốn tư nhân như thế nào để sử dụng hiệu quả nhưng cán bộ dám làm, dám đầu tư. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh cho rằng luật này rất quan trọng, liên quan nhiều đến cả công tác cán bộ. Theo ông Nghĩa, nhà nước quản lý vốn nhà nước đến 50%, tức tư nhân có thể cổ đông tới 49%, nên nếu chính sách tốt sẽ huy động được nguồn lực, nhưng nếu không tốt sẽ không huy động được. Cần quy định rõ vấn đề về phần vốn nhà nước, không được nhập nhằng, bao nhiêu người tù tội vì sự nhập nhằng này phân tích sâu hơn ông nghĩa cho rằng cần quy định rõ vốn nhà nước là vốn điều lệ còn phần vốn tăng lên trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp cần phân định rõ phần vốn thuộc về nhà nước hay của các cổ đông khác nếu không phân định rõ ràng khi doanh nghiệp họ mang phần vốn tăng thêm đó đi đầu tư lỡ thua lỗ cán bộ có thể bị quy trách nhiệm gây thất thoát tài sản nhà nước trong khi thực tế phần vốn tăng thêm đó không hoàn toàn là của nhà nước ông nghĩa nêu nghịch lý và cho rằng cần quy định rõ cơ chế quản lý với phần vốn tăng thêm này để tạo điều kiện cho tư nhân yên tâm đầu tư ông nghĩa nhìn nhận đầu tư có lời có lỗ nhưng chúng ta lại đưa nguyên tắc bảo toàn vốn do đó cần quy định kỹ chỗ này nhất là với đầu tư của phần vốn gia tăng tích lũy mặt khác một doanh nghiệp có thể trải qua những thăng trầm có giai đoạn lãi lỗ rồi lại vực dậy do đó khi xem xét phải căn cứ nhiều yếu tố kể cả yếu tố thị trường đại biểu đánh giá dự thảo luật này vẫn chưa giải quyết tháo gỡ được tâm lý cho các nhà đầu tư chưa thoát khỏi tư duy cũ nếu không chấp nhận lỗ lãi nhà nước không nên đầu tư đã đầu tư phải có lỗ lãi nên doanh nghiệp có vốn nhà nước cũng phải có sự linh hoạt dự án này lỗ nhưng dự án khác lãi tổng hợp lại vẫn hiệu quả là được nếu cán bộ tiêu cực tham nhũng phải xử lý nhưng thua lỗ do những yếu tố khách quan cần phải được xem xét khi xử lý để bảo đảm sự phù hợp quy định cụ thể để doanh nghiệp tự tin sử dụng vốn đại biểu trần hoàng ngân thành phố hồ chí minh cho rằng nước ta từng có số lượng doanh nghiệp nhà nước rất lớn qua quá trình tái cơ cấu số lượng doanh nghiệp đã giảm theo ông ngân thực tế có nhiều doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ cho đến nay vẫn đang giải quyết hậu quả và nhiều doanh nghiệp có tâm lý e ngại do đó luật này cần quy định rõ giải quyết được các vấn đề hiện nay trong lĩnh vực này làm sao để các doanh nghiệp tự tin sử dụng vốn theo ông ngân hiện nay nhiều doanh nghiệp có vốn nhà nước đang rất tắc khi nhà nước quyết định đầu tư vào doanh nghiệp vốn đó của nhà nước nhưng về với doanh nghiệp đó là vốn doanh nghiệp đầu tư phải có rủi ro nếu do cố ý phải xử lý còn rủi ro do các yếu tố khách quan thì phải chấp nhận cần có những phân cấp cho doanh nghiệp trong đầu tư để bảo đảm kịp thời nhưng phải bảo đảm cơ chế giám sát thanh tra kiểm tra của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn để bảo đảm tránh tiêu cực thất thoát khi thấy có dấu hiệu tiêu cực phải thanh kiểm tra ngay những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.